nhau. Đặc biệt là thứ tư là mình có facial mask, facial làm mặt nạ, làm sao để dưỡng cái da của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm hai loại mặt nạ khác nhau. Một loại thì là mặt nạ đất sét. Vâng, như chị Muối sẽ là mặt nạ đất sét. Và một loại thì là mặt nạ bùn. Okay. So, yes, đất sét mặt nạ bùn ha. Chị trước hết đó là Vân tự giới thiệu cho Vân, tên là Vân Võ đến từ Tampa, Florida. Tụi Vân đang ở Mỹ. Rồi, mời mấy chị giới thiệu một dòng nhé. Chị Hoa. Mình là Hải Hoa đến từ New Jersey. Xin chào cả nhà. À, okay. Mình tên là Muối Trương, đến từ South Philadelphia. Chào tất cả các anh chị em. Ok. So, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm đẹp nhé mấy chị. Mình sẽ làm, mình sẽ bắt đầu bằng rửa mặt. Rửa mặt bằng máy Lumi Spa. Treatment cleans
lovely, tuy quá giống nó giống như cái sự da mặt bình thường, cho nên khi mình rửa là cái da mặt mình nó vừa tịnh mà nó tiêu mịn màng lắm. Mình rửa cái máy này xong mình có lau sạch sẽ lau như thế sạch. Trong vòng 2 phút mình nhanh thì máy đây là xong rồi. Xài cái mặt nạ đứt xét này cũng thích lắm, cũng để lên nó cũng mát giống như cái mặt nạ bùn vậy đó. Thank you.
hay quá. Sao chét lên thấy nó xịt à? Sao nên nó không có trắng giống như cô Vân? Không trước hơn rồi đó. Đứt sét nó khô mà nó không có căng, nó có căng bằng cái mặt nạ bùn. Chờ thêm chút nữa giữa lại. Mình
thêm một chút nữa. Bên áo hoa có mở bỏ quà không vậy? Dạ không, nó quạt đó. Giờ em thấy cái mặt anh nó căng 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 vậy. Sắm cặp với da nè, tỉnh 10 giờ rưỡi. Mình thì đi kiếm chỗ đậu xe, và kiếm đến nơi vô ấy chạy không kịp rồi. Hồi nãy thấy thấy 10 giờ mà tưởng của tuần trước là tuần nào á. Ừ, người ta mới đăng mà chơi là tuần trước, chứ mới chơi mất hả chị? Dọn, dọn cái ngày, cũng như dọn ngày không thấy ngày. Cái của em cũng feel nó khô lại. Còn như cái mặt nạ của hai chị thôi, nhưng mà nói chung nói là mình để rồi dính mới mình đâm mình đi rửa được rồi, đừng có để không biết quá khô quá. Ừ. Thế là nó hút thật là sạch. Rồi, để mua đi rửa của mình. Dạ, cho chị vắng xong rồi chụp một tấm hình nữa hả chị? Ok. Đi rửa. Cái mặt mình có cái lồng mũi nó có lột, có lộ, nổi. Có thể là của chị dầu đúng không? Ừ, hay dầu giá hỗn hợp á, chúng ta khi nào dầu nó lồng mũi á, mà mình đắp vô là mình thấy nó lấy lồng mũi mình đó. Ok, rồi, chụp hình cái nha. Mình làm xấu để rồi được đẹp đó chị nhé. Đây nha, cho mọi người thấy mình đang đắp người nào. Bả này nè, con rút cái này. Dạ. Yeah. Ok, rồi mời mấy chị lên đây. Chị Cúc. Chị Cúc để bên này, bên tay kia giùm em. Này hả? Mấy chị nào khô có thể rửa mặt được. Dạ, em đi rửa mặt. Đi rửa cái mặt cái đã. Đâu rồi chị? Ừ, của em khô rồi.
Hương. Chị Hương bữa nào vô làm đẹp với tụi em nha. Chị Hương đây. Ok. Rồi, bây giờ cái bước kế tiếp á là mình sẽ dưỡng ha. Giờ mình làm mặt nạ xong rồi mình sẽ dưỡng. Thường thì Vân dưỡng với Too Faced and Ultra là một Vân hay gọi là giọt nước thần đó chị, giọt nước thần. Thì cái này nó rất là lợi hại, nó giúp cho cái da của mình á tái tạo lại sự đàn hồi của da, giúp cho săn chắc hơn. Cái da của mình hay lớn tuổi á thì mình hay bị chảy xệ. Cái viên nhỏ nhỏ giúp cái da của mình á căng hơn nữa, nó tăng hơn nữa, nó không bị, nó không có bị chảy xệ hai bên, và đặc biệt là mấy cái nếp nhăn nó cũng giảm. Nhìn tài á, mình sắp 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 lên cho đều ha. Sạch sẽ đã quá. Ok, nhăn mắt nè, nhăn trán nè, bọc mỡ nè.
nó dưỡng cái da mình đó chị. Chị thấy nó serum nè ha, ba cái này nó là serum, nó trộn với nhau serum trong này, và một cái tăng đêm dưỡng đêm và cái tăng ngày dưỡng ẩm đêm và dưỡng ẩm ngày, thì đầy đủ hết trong này ha. Con rụng nó chạy, mình nó sẽ ra sản phẩm ở dưới đây, mình sẽ để tay vào thì nó ra thôi nha. Con rụng nó chạy ra. Cũng vậy, khi mình trước khi mình mà sao mình tháp cho nó đều hết rồi mình mới mà sao. Này nó sướng lắm mấy chị, nó mình không cần phải mở nắp tủ và cái tay vô rồi phải biết sao mà nó vừa cái mặt của mình, này nó ra đúng một giọt để vừa cái mắt của mình, để vừa nguyên cái mặt của mình với cái cổ của mình. Khuya thành ra mình cần xài cái này. Cái này là IDY. Này mình chỉ những bạn mà có quần mắt cái này à, bọc mắt hoặc là bọc mỡ đó. Uh-huh. Mình nên dùng cái IDY chút xíu ha. Những bạn mà thức khuya mà bị mắt dưới mắt nè, với bị bọc mỡ đó, thì mình sẽ dùng sáp sáp chút xíu ở phía dưới để mình massage thì nó sẽ giảm và nó sẽ hết cái bọc mỡ với cái quầng thâm á chị. Con là chuyên gia thức khuya cho nên là con mắt mình nó cũng rất là dễ bị quầng thâm. Cái IDY này các bạn có thể xài một ngày hai lần thì nó sẽ giúp cho giảm đi cái quầng thâm của mắt và cái bọc mỡ, chứ đây con bị cái bọc mỡ rất là nặng nên nhờ cái IDY này mà mình chị thấy không thì làm đẹp chưa vậy. Chị Hải là phải làm nhiều nè. Hãy giờ muốn coi em làm xong rồi siêu đã quá. Rồi đơn giản gì thôi, một tuần hai lần để có một cái làn da thật là mịn màng, thật là đẹp, trẻ trung hơn à. Còn okay, cái này là cái Trophy Light Connector. Này mình có thể xài trên cái nếu mà mình có cái ngấn nhiều mình cũng xứng chút xíu lên. Khi mà cái da mình nó xăm, chỗ này nó xăm. Giống như hồi sáng có cái video của chị gì đó, chị Linh Đà Loan á, chia sẻ về ngành nail á. Cái mặt chị dễ thương quá. Hồi xưa thấy bèo mà bữa chị đánh clip á, mặt nó xăm dễ thương quá. Thế là xong cái facial, mini facial gì mình vừa làm vừa tám thì nó hơi lâu, nhưng mà thật sự ra đó cái mặt nạ, mấy cái mặt nạ này á mấy có nhiều người nó không có thời gian làm mấy chị. Khi mà mình tắm á, mình đi làm về mình phải tắm đúng không, thì trong cái shower là mình rửa mặt. Thế mình rửa mặt, sau khi rửa mặt rồi mình chét mặt nạ lên, chét mặt nạ lên rồi mình đi làm công chuyện ha. Mình ăn thì cũng được, nhưng mà đi làm công chuyện gì đó, công chuyện nhà xong rồi 15 phút sau, 20 phút sau mình
mình đi rửa mặt rồi vậy thôi, rồi mình đánh phơ lên, tắt cái phơ lên. À, cái mi thì cũng thấp đều, rồi mình massage chút xíu thì khoảng 2 phút nữa là xong rồi, rất là dễ dàng nhẹ nhàng. Nếu mà nói về cái con thì dùng khoảng 5 phút là mấy chị xong rồi, một tuần 2 lần 5 phút như vậy mà mình làm được, đúng không? Cho nên là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp cho mình thôi, và làm đẹp để cho mình, để giữ hạnh phúc cho mình đó chị, để cho mình. Để đó thì lên Facebook không? Cứ khi nào nói bệnh hoài ba, đến khi già ba la có thể da mặt nó chắc, nhưng mà trời không làm gì nổi nữa. Cũng không nổi nữa thì mà bắt dễ rồi. Không nổi nữa đâu, không là ai nổi. Ok mấy chị, mình xong rồi không? Yes. Rồi, tôi hẹn gặp cả nhà lại thứ sáu nha. Và nếu mà nào mà muốn thử những mặt nạ này hay là cái máy rửa mặt siêu thông minh đó, các bạn nào muốn thử, muốn sở hữu nó thì các bạn có thể nhắn tin cho Tự Vân ha, để mình có thể hướng dẫn mấy chị làm sao mà mua thẳng cho công ty, chính thức của công ty, giá rất là đặc biệt của công ty nha. Ok, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Good night everybody, thank you for watching. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Come on, không thấy, không stop được.